tù nhân thủ lĩnh người ngoài hành tinh chạy ra khỏi cơ thể con người, sau đó kích nổ bóng khí ngoài hành tinh. Những khí ga này sẽ khiến loài người nhanh chóng ngạt thở và tử vong. Và các tù nhân bị giam cầm trong cơ thể con người cũng sẽ bị làn khí này đánh thức. Mục đích của thủ lĩnh chính là giải phóng tất cả khí ngoài hành tinh có tên Hava, biến trái đất thành sân vườn của chúng. Để tiêu diệt đám người ngoài hành tinh này, anh đã du hành thời gian, kéo tên thủ lĩnh và hai người ngoài hành tinh khác về cổ đại. Và cảnh này đã bị hai pháp sư Hắc Nương, Lam Tử và Huyện Lệnh Huynh cùng cậu con trai nhỏ đang ở trên núi nhìn thấy. Vệ binh chỉ còn 5% giá trị sinh mạng đang chiến đấu đến phút cuối cùng. Cô bé In 10 tuổi vì cứu bố mình, dũng cảm bắn hai phát vào người tên thủ lĩnh. Thunder dặn dò cô bé phải ngăn cản việc giải phóng khí Hava. Và để ngăn chặn việc giải phóng khí Hava, buộc phải tìm ra nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng ở cổ đại được gọi là gươm thần. 10 năm đã trôi qua, nông dân vớt được gươm thần dưới sông. In giả vờ làm con gái nhà giàu có, kết hôn với Mu Rúc đang giả vờ là huyện lệnh. Thật ra mục đích của họ đều là vì muốn có được gươm thần. Vì Mu Rúc bị vật khác ký sinh trong cơ thể, nên ký ức giống như những mảnh vỡ. Ký ức thời thơ ấu như ẩn như hiện. Ở phần 1, hai pháp sư đã hợp tác với In và Mu Rúc, cuối cùng tiêu diệt được một người ngoài hành tinh trong số đó. Còn In cầm lấy gươm thần và chạy trốn. Đồng thời trong cuộc chiến cuối cùng, Mu Rúc cũng biết được mình đã bị người ngoài hành tinh chiếm cơ thể. Gia Giang để lấy được gươm thần cũng truy đuổi In sát sao. Suốt 10 năm In sinh sống một mình ở cổ đại, cô chỉ có một mục tiêu là trở về tương lai, ngăn chặn việc giải phóng khí Hava, giải cứu trái đất. Nữ chính In dán ria giả, đeo đồng hồ hiện đại trông nam tính hơn hẳn. Cô ngồi ở quán trà hỏi thăm Gê-rong những tin đồn về mình và các thông tin hữu ích khác. Quả nhiên, Gê-rong nói cho cô biết tin Thunder vẫn tồn tại. Ngay lúc này, có hai thợ săn tiền thưởng đang tìm kiếm cô. Gê-rong thấy thế thì bỏ chạy trước. Hai tên này trông có vẻ không thông minh lắm, nhưng vẫn có thể dựa vào chỉ số thông minh còn sót lại phân biệt ra In. In ném dìu qua, trông hai tên này không chút sợ hãi. Quả nhiên biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. In chỉ dùng vài đòn đơn giản đã giải quyết luôn một thợ săn còn lại. Đừng đi theo ta. Tên thợ săn tiền thưởng sắp bị chín bàn tọa chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vội vàng thỏa hiệp và đầu hàng. U Wang và Zhua Wang cũng theo sau. Hai khứa mèo này theo tới tận đây à? Hai pháp sư thì đang thương lượng nên trực tiếp mần Mu Rúc luôn, hay là chờ cậu tỉnh lại rồi mần sau? Hắc Nương quyết định sờ tướng mặt Mu Rúc trước rồi mới tính tiếp. Ai có ngờ vừa đúng lúc Mu Rúc tỉnh lại. Mu Rúc chỉ muốn cứu In nên muốn biết lai lịch của Gia Giang. Cậu tìm đến bà cụ này và được bà ta tiết lộ về nguồn gốc của Gia Giang. Lão ta cũng như những người khác đến từ tương lai. Đạo sĩ cai trị ngôi đền định đưa cho Gia Giang chiếc mặt nạ gọi là mật tự. Nào ngờ lão ta móc xúc tua tiễn luôn tên đạo sĩ kia về trời, sau đó đâm mù mắt một đệ tử trong số đó. Sau này ta sẽ tiếp quản nơi này. Tại sao Gia Giang phải tìm kiếm gươm thần? Bởi vì lão ta muốn trở về tương lai. Có vẻ như Gia Giang đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu nhân chứng từ tương lai đến cổ đại. Cuối cùng đã tìm thấy và xác định được vài người này. Và bà cụ này vì vừa điếc vừa câm nên mới có thể giữ mạng. Mu Rúc còn hỏi nếu thủ lĩnh ở trong cơ thể con người, vậy làm thế nào để thủ lĩnh có thể ra ngoài? Bà cụ nói, đâm bằng gươm thần sẽ tìm ra ai là thủ lĩnh. Hắc Nương và Lam Tử còn đang tính toán, bởi vì bọn họ đã tính sót Mu Rúc. Khi Lam Tử chuẩn bị chém Mu Rúc thì cậu đã bỏ chạy mất dép từ đời nào. Đây là một thiết lập khá thú vị. Người ngoài hành tinh trở về thời cổ đại, rồi sử dụng phép thuật cổ đại để đánh bại người ngoài hành tinh. Có thể nói là ma thuật đánh bại ma thuật. Chỉ xem ai nhiều máu và đạo cụ hơn thôi. Cơ thể Mu Rúc mất kiểm soát, xoay người đi trên tường, rồi lại đi lùi về phía sau. Kế đó lại xoay người đi lên trên. Cứ tưởng đã trở lại bình thường, nhưng ai mà ngờ. Hai pháp sư thoát khỏi lực hút trái đất, tung người bay lên. Hắc Nương thổi sáo, Lam Tử trợ giúp. Ngươi làm theo ta. Lam Tử ấn một cái vào cổ của mình, Mu Rúc lập tức ngã xuống. Lúc này U Wang và Zhua Wang cũng đã biến thành người và đang bảo vệ In. Bởi vì họ cho rằng nếu cô và Mu Rúc đã kết hôn tức là vợ chồng, nên nghiễm nhiên họ phải bảo vệ bà chủ của mình thật tốt. Hắc Nương và Lam Tử lại đang nghĩ phải mần Mu Rúc kiểu gì. Dù sao trong cơ thể Mu Rúc cũng đang cất giấu một thứ còn bí ẩn. Cả hai không dám ra tay nên quyết định uống rượu để lấy can đảm. Ai có ngờ nốc xong mấy vò rượu đã đi đánh cờ luôn với Chu Công. Lúc này Mu Rúc tỉnh lại. Cậu xoay người nhìn hai con người ngủ như heo. Mu Rúc nhặt cây quạt lên. Quạt một phát thổi bản thân bay thẳng tới cửa. Thêm một quạt nữa, cậu bay thẳng đến trước mặt hai cô gái hầu bàn. Mu Rúc lấy con dao từ người phục vụ sẵn tiện cởi trói cho mình. Ai có ngờ bảo bối tàng hình của hai pháp sư cũng bị cậu tiện tay lút làm của riêng. Mu Rúc đói quá cứ thế bốc thức ăn bỏ họng. Nhưng rồi người hầu bàn nhắc nhở cậu trên đỉnh đầu có một mũi tên. Mu Rúc bị chính mình hù giật mình rút mũi tên ra rồi đánh bài chuồn. In đã 3 ngày không chợp mắt đi vào quán trọ. Sau khi vào phòng, cô mở cửa sổ nhìn mái nhà đối diện. Và rồi cô có một ý tưởng.
Gia Giang tin tức nhanh nhẹn ngay sau đó đã đuổi tới nơi. Đạo cao một thước thì ma cao một trượng. Y nằm trên mái nhà tranh đối diện quán trọ. Một khẩu súng thì làm được cái gì chứ? Còn cái này thì sao? Có vẻ dù ở quá khứ hay tương lai thì nhiều đạo cụ cũng không bao giờ thừa. Nhất là ở trước mặt cao thủ. Càng phải có nhiều đạo cụ. In tạm thời hết đạn. Đối mặt với vô số mũi tên bắn tới chỉ đành co giò bỏ chạy. Cô luồn lách mọi ngã và chạy vào một căn phòng. Không ngờ lúc này Nong Pa lại đến. Thì ra hắn đến để tìm lão Gia Giang kia. Trông Nong Pa rất lợi hại. Bạn nghĩ hắn mù, nhưng mắt hắn còn tốt hơn người bình thường 10.000 lần. Nong Pa vung kiếm một phát đã chuẩn xác khống chế được In. Và cầm lấy gương thần. Nó có thể chữa bệnh, phải không? Trước kia ta từng thấy một chàng trai mặc áo giáp kỳ lạ cầm nó. Và biến mất trong ánh sáng. Thì ra là Nong Pa đã nhìn thấy bố của In. Nhìn thấy cảnh tượng xuyên đến tương lai. Đang lúc Nong Pa chuẩn bị sờ mặt để xem In là ai thì Mu Lục như một con chim sẻ đứng sau chờ bọ ngựa bắt ve. Cậu giật lấy gương thần. Là tên nào? Mu Lục tiếp chiêu một cách ngầu lòi. Và nói mình là phu quân của cô gái xinh đẹp đó. Quả nhiên chỉ cần ra mặt dày thì không sợ ế vợ. Xem ra thanh đao chỉ nghe lời một mình Nong Pa. Chỉ vài chiêu, Mu Lục sợ muốn té đái. Sấm sét, cái con nhỏ chớt tiệt này. Mu Lục rón rén mà bắt chước Nong Pa. Có vẻ như tên này luôn học trộm chiêu thức của những tiền bối khác. Sau đó mày mò biến nó thành đạo thuật của bản thân. Xem ra cũng là một kỳ tài luyện võ. Nương tử, ta không sao, muội chạy đi. Đi rồi à? Mu Lục cứ nghĩ mình là thằng hề, ai ngờ In đã đến cứu hắn. Cái này của hai pháp sư mà. Ta lén lấy đó. Nong Pa gọi một tiếng đã triệu hồi được vũ khí. Hắn rất tò mò. Tấm chùm tàng hình của Hắc Nương và Lam Tử sao lại ở đây? Ai ngờ U Quang và Zhua Quang giả làm người gõ canh đêm. Ngươi một câu ta một câu làm nhiễu thính giác của Nong Pa. Cứu được In và Mu Lục. Vẫn nên đi tìm gương thần. Ta phải chữa khỏi mắt mình. Minh Ghê In gõ cái bát sứ. Cảm nhận năng lượng trong trời đất. Trông cô cứ như một cao nhân ghê gớm. Minh Ghê In ngồi một mình lẩm bẩm nói chuyện với tổ tiên. Chuyện mà ngài lo lắng không có xảy ra. Vẫn chưa xảy ra. Có vẻ như Minh Ghê In có nhiệm vụ bí mật gì đó. Trong những câu tự nói tự trả lời của cô. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ hòa bình thế giới. Minh Ghê In đang tập yoga. Rồi tiếng còi cảnh sát vang lên. Cô nhìn thấy một tên trộm cho cảnh sát knock out và bỏ trốn. Quá ngứa mắt, cô đứng chắn giữa đường. Cứ tưởng là tay mơ nhưng ai mà ngờ cô lại là cao thủ. Quả nhiên là tuyệt kỹ thần công được lão tổ tiên truyền lại. Vài ba phát đã giải quyết người đàn ông trước mắt. Cảnh sát đuổi tới muộn màng, thở hổn hển không ra hơi. Cảnh sát còn tưởng cô là đồng nghiệp nên nói vài câu khách sáo. Nhìn cái tên trên mặt đất. Sự tò mò thôi thúc cô hỏi số điện thoại của cảnh sát. Sam Six chưa hẹo vô cớ đi tìm bác sĩ chủ trị gây hấn. Ai có ngờ bị bác sĩ quật một đòn nằm im. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Gã tháo còng tay rồi nhìn ra ngoài. Cảm thấy mây đẹp cực. Ai có ngờ, trong một đám mây đẹp đang giấu một con tàu ngoài hành tinh. Từ bên trong phi thuyền rơi ra một vật thể không xác định có ý thức. Lúc này vệ binh cũng chính là bố của In đã đến địa điểm xảy ra tai nạn. Sam Six chuẩn bị chạy trốn, mới vừa chạy ra ngoài thì ngay sau đó là cô bé In của 10 năm trước vừa khéo ngã xuống cạnh Sam Six. Cái gì thế này? Vãi đạn, In vội vàng lấy di động quay lại cảnh này. Và rồi cứ thế, trong đầu Sam Six ra một tù nhân ngoài hành tinh. Vệ binh nhặt vật thể kim loại không xác định lên. Lúc này người trong bệnh viện cứ như mất trí nhớ. Nhưng Sam Six là một ngoại lệ. Dường như gã vẫn còn nhớ tất cả những gì vừa xảy ra. Xem ra đối với những người có ý thức cá nhân mạnh mẽ, có xác suất cao sẽ thức tỉnh tù nhân ngoài hành tinh trong cơ thể. Sự tò mò thôi thúc, Minh Ghê In kéo cảnh sát đến bệnh viện. Khi họ đến nơi, Sam Six đã bỏ chạy mất dép từ đời nào. Minh Ghê In không nói nhiều, lập tức co giò đuổi theo. Ai mà ngờ, ở dưới tầng hầm bãi đỗ xe, cô nhìn thấy bố của In đang nói chuyện với một chiếc xe. Từ cuộc nói chuyện cô biết được, cô bé In 10 tuổi chạy đến nhà của cô bạn thân. Tình cờ thay, cô bé đó trùng hợp là cháu gái của Minh Ghê In. Minh Ghê In vội vã về nhà. Hai cô nhóc thông minh lập tức nghe thấy. Minh Ghê In đành gượng gạo bước vào rồi tùy tiện hỏi vài câu. Không nhận được thông tin hữu ích nào từ In. Minh Ghê In thông minh rời đi. Cô chờ bọn nhóc đi ngủ. Sau đó lấy được cảnh vừa quay lại ở bệnh viện trong điện thoại của In. Sam Six đang chuẩn bị tẩu tán tang vật. Không ngờ sớm bị cảnh sát định vị. Cũng vào lúc này, hai người họ phát hiện khói dày đặc bốc lên từ xa. Đường dây điện chỗ Sam Six đang giao dịch chợt chập chờn. Thủ lĩnh đã kích nổ khí Hava. Hai con người đang ngơ ngác không biết có chuyện gì. Minh Ghê In nhìn làn khói đỏ cũng ngẩn người. Có vẻ như Sam Six sắp sửa đi bán muối. Nhưng ngay lúc này, Gia Giang chưa xuyên về cổ đại cũng có mặt. Người được chiếu trên TV chính là gã đàn ông mặc vest ở cổ đại và lão Gia Giang. Thì ra tổ tiên của Minh Ghê In là Nong Pa. Cơ hội để cô cứu hòa bình thế giới đã đến. Cô vội vàng báo cáo với cảnh sát trưởng những gì mình biết. Người đó là người sống sót đầu tiên trong khu vực bị ô nhiễm. Người sống sót thứ hai.
cả hai đều ở bệnh viện địa phương. Samsic cũng ở bệnh viện địa phương. Mingyin có đầu óc phong phú chấp nhận được hiện thực lạ đời, nhưng không có nghĩa cảnh sát nhân loại bình thường cũng chấp nhận được. Lúc này cô cũng nhận được điện thoại của bố In. Thì ra là vệ binh đã sắp không ổn nên đang bàn giao hậu sự. Mingyin nhanh chóng lấy vũ khí bỏ vào cốp xe và đến nơi ở của In. Lúc này xe cứu thương cũng xông vào công khu. Hai người vội vàng chạy sang. Thì ra là Gia Giang, thủ lĩnh và Yang Muruk. Ba người bọn họ đều là người ngoài hành tinh. Ba người định xông thẳng vào nhà vệ binh. Cảnh sát trẻ bị ngộ thương. Thunder cũng bị tẩn cực kỳ thảm. Nóng quá, nóng quá. Mingyin, bố In, trốn đi, trốn đi. Hai người vội vã trốn đi. Lúc này In nhặt lấy nguồn năng lượng. Để cứu trái đất, vệ binh mang theo ba tên người ngoài hành tinh xuyên về cổ đại. Mingyin cũng đơ luôn. Thời gian dừng lại ở 8 giờ 55 phút. Sau khi biết tất cả sự thật, Muruk cảm khái. Rốt cuộc bánh xe vận mệnh đã lăn bánh từ bao giờ nhỉ? Đây đã không phải lần đầu tiên ta cứu muội. Muruk nói ra tên của In. In theo phản xạ có điều kiện rút súng ra cảnh cáo. Muruk vội vã kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Thì ra là 10 năm trước Muruk đã cứu cô bé In của 10 năm trước. Còn nói lúc nhỏ dễ thương bao nhiêu thì lớn lên. Muruk ngu người với cô nàng In mang tư duy của người hiện đại. Ai có ngờ cậu cũng hưởng thụ chẳng kém. Muruk vô thức nói về chuyện của thủ lĩnh. Ông ta bước về phía ta, nói tìm thấy rồi con người. Tìm thấy rồi, con người. In lập tức hiểu ra. Có lẽ thủ lĩnh đã thoát khỏi cơ thể trước đó và tiến vào cơ thể Muruk. Muruk định tự kết liễu mình. Vì thủ lĩnh buộc phải chết. In lại chĩa súng vào Muruk và nói cậu không thể tự kết liễu mình. In vì muốn Muruk sống. Cô nói với cậu, huynh chính là huynh. Không cần biết bên trong huynh là gì. Muruk bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Bởi vì nửa người nửa yêu rốt cuộc là cái thứ gì? Tôi biết nhé, nửa người nửa yêu là Inuyasha đó. Thì ra ta phải chết thì yêu quái mới có thể chết. Thì ra số mệnh đã định muội phải giết ta. In nói hồi còn bé vốn cô phải chết rất sớm. Chính người bố ngoài hành tinh đã cứu cô. Cho cô cơ hội tái sinh. Không cần biết bên trong huynh là gì. Huynh chính là huynh. In và Muruk cứ thế chào tạm biệt nhau. Muruk trông có vẻ rất lưu luyến. Gã Gia Giang kia vẫn đang tìm kiếm ghê rong. Bởi vì chỉ cần tìm được ghê rong thì sẽ dụ được In đến rồi quay về tương lai. Mấy người Muruk đang nghỉ chân tại quán trọ. U Wang và Zhua Wang đang cảm thán cuộc đời. Nào ngờ bọn họ lại nói về Thunder. Ngay lúc này có một đám người đi đuổi theo In. Tất cả chỉ vì tiền thưởng cao ngất. Quả nhiên có mèo bên cạnh thì chẳng ai là tìm không ra. Không ngờ tối In đang nằm ở trên nóc nhà. Té ra là do đã 4 ngày không ngủ, In nằm trên mái nhà và ngủ thiếp đi. U Wang tưởng cô hẹo rồi. In bị đánh thức nhìn Muruk. Sao anh lại đến đây? Hứa là để thất hứa kia mà. Muruk nói với In mình có tin tức của Thunder. Bọn họ đi đến một căn nhà. Cô lật tấm hình kia lên. Còn Thunder thì sao? U Wang và Zhua Wang lại cho cô xem bức vẽ trên tường. Trước kia oai phong bao nhiêu thì giờ thảm hại bấy nhiêu. Thunder đã trở thành đống sắt vụn. Hai con mèo tinh buồn chán ngồi chồm hổm ngoài cửa. Zhua Wang phát hiện có người giống hệt mình. Hai bọn họ giật mình hết hồn. Mình nhìn thấy chính mình thì không kích động sao được. In bọc Thunder xong. Muruk thấy sắp ly biệt lại lưu luyến. Cơ chế tự vệ được kích hoạt, tự lẩm bẩm bỏ đi ra ngoài. Hai tên thôn dân chạy vào một góc, không ngờ ghê rong cũng ở đây. Ông quen bọn tôi à? Biết chứ, hai người là U Wang và Zhua Wang mà. Hai người đàn ông trung niên bình thường bị mèo tinh đuổi đến đường cùng. Cả hai nói họ đã từng gặp nhau vào 10 năm trước. Zhua Wang hoài nghi nhân sinh, não nó sắp díu cả rồi. Nào ngờ U Wang đang đi tìm Zhua Wang. Ghê rong biết được chân tướng thì kêu U Wang đừng qua đó. Ai có ngờ, thuộc hạ của Gia Giang chẳng nói chẳng rằng đã tóm chặt ghê rong. U Wang vội vàng tiến lên ngăn cản. Zhua Wang vừa bước ra ngoài nhìn thấy U Wang gặp nguy hiểm vội tiến lên. Nào ngờ Zhua Wang đỡ một kiếm cho U Wang. Lúc này ghê rong cũng bị người của Gia Giang mang đi. Muruk chạy tới cũng ngơ ngác. Nào ngờ đâu, Zhua Wang cứ như Lego tan biến thành những mảnh nhỏ. Không ngờ lúc này Thunder lại có phản ứng. Xem ra Zhua Wang và U Wang cũng có chút liên quan với Thunder. Ai ngờ Zhua Wang vừa biến mất, Thunder cũng hết phản ứng. U Wang nói ghê rong đã biết sự thật. Bọn họ đi về cái đỉnh chỗ của Gia Giang rồi. Nong Ba nghe tiếng động. Hắc Nương bắt lấy In. Cô vội bắn vào người ngoài hành tinh. Ngay sau đó, Hắc Nương bị người ngoài hành tinh hung tợn hất văng. Nong Ba vung kiếm, xúc tua của người ngoài hành tinh đứt lìa. In thuận thế ngã xuống, Thunder ở sau lưng cũng rơi xuống đất. Người ngoài hành tinh nhặt gương thần rồi chạy trốn. In nhanh chóng nổ súng. Người ngoài hành tinh phắn đi như tia chớp. Người ngoài hành tinh xác định được mục tiêu lập tức tìm tới Muruk. Sau đó nó nghe thấy Nong Ba đến. Xem ra hắn không phải là đối thủ của người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh đâm chính xác gương thần vào tim Muruk. Bây giờ nó cũng trở lại hình dạng thẳng đứng, thu lại xúc tua. Muruk cứ vậy ngã từ trên lầu xuống. Trông có vẻ vô cùng nguy kịch. In kích động dùng sức rút gương thần ra. Lúc này ký ức của Muruk bắt đầu thức tỉnh. Ban đầu đúng là thủ lĩnh muốn ký sinh trên người Muruk. Trong lúc nguy cấp đã bị vệ binh nổ súng bắn.
Lúc này hình như In nhớ tới cái gì đó. Cô phát hiện tay mình bị cưa rách. Sau đó ký ức của In bắt đầu thức tỉnh. Không thể ngờ, thủ lĩnh đang trong người In. In biết được chân tướng. Cô chỉ muốn biết thứ ký sinh trên người Muruk là gì. Hóa ra là tất cả năng lượng của vệ binh đều lưu trữ trong cơ thể Muruk. Muruk tiếp nhận năng lượng xong lập tức ngất xỉu. Và vệ binh cũng chính là bố của In cứ thế tan biến. Phát hiện thể sống. Hai con mèo, hai con người. Bắt đầu sao chép. Thì ra U Wang và Zhua Wang được sinh ra nhờ thế. Lúc này U Wang cũng bắt đầu biến mất, quay trở về bản thể. Thunder sắp sửa thức tỉnh. In cảm giác bị khống chế. Cô muốn tự kết liễu mình. Nào ngờ người ngoài hành tinh trong cơ thể không cho phép cô làm thế. Lúc này Gia Giang từ không trung đáp xuống. Vốn In đang cầm súng chĩa vào mình. Rồi dần bị người ngoài hành tinh hoàn toàn khống chế. Thunder không biết gì đi gọi In. Kết quả bị In tát bay ra ngoài. Chủ nhân, hãy đưa chúng ta về tương lai đi. Không ngờ lúc này, Gương Thần cảm giác được nguồn năng lượng khởi động. Hai pháp sư giật mình với hết thảy trước mắt. Nong Pa khống chế thanh kiếm lấy lại Gương Thần. Thủ lĩnh ký sinh bên trong In cuốn Nong Pa lên và quăng đi. Lúc này Gương Thần vừa hay rơi xuống trước mặt Hắc Nương. Hắc Nương nhanh chóng nhặt lên. Hai người mải lui về sau mà không để ý cánh cửa thời không phía sau. Thế là cả hai đã bị hút thẳng vào và đến tương lai. In bị khống chế cũng quay về tương lai. Ở tương lai chỉ trôi qua một phút, nhưng đối với người xuyên không, họ đã trải qua 10 năm ở thời cổ đại. Người ngoài hành tinh truyền tin chỉ còn lại cái đầu vẫn đang ra lệnh. Người ngoài hành tinh trong người Sam Sik bị đánh thức. Gia Giang xuất hiện ở bệnh viện. Sam Sik khỏe mạnh bước về phía trước. Minge In chạy nhanh đến trung tâm chỉ huy. Hy vọng đội y tế không vào cứu viện. Cô bị từ chối thấy tình huống quá khẩn cấp. Thế là đẩy luôn cảnh sát trưởng ra. Nào ngờ cảnh sát trưởng ác quá, đánh ngất luôn Minge In. Minge In bị trói ở hàng ghế sau. Đội y tế vẫn đang trên đường tiến vào trong khí đỏ. Trung tâm chỉ huy vẫn chỉ huy. Thế là cả tiểu đội bị tiêu diệt. Họ nhìn thấy một người kỳ lạ từ trong camera. Không ngờ người ngoài hành tinh thông minh lại tháo luôn camera giám sát. Hắc Nương và Lam Tử bị hút vào nguồn năng lượng cũng đã đến tương lai. Người ngoài hành tinh truyền tin gửi tin nhắn cho In đang bị kiểm soát. Sam Sik nhận được lệnh, lái xe đến thẳng đến đích. Pháp sư không hổ là pháp sư. Đến hiện đại cũng không hoảng sợ. Hắc Nương nói bà nhìn thấy con quái vật. Thì ra là màn hình điện tử của máy chạy bộ. Đang phát tin tức thời sự trực tiếp. Họ không nói hai lời, cầm lấy vũ khí và sẵn sàng chiến đấu. Cả hai đi thẳng lên máy chạy bộ. Hai con người ngơ ngác thuận đà chạy bộ trên máy chạy bộ. Rồi bắt đầu đập vào màn hình điện tử. Đập xong vẫn điên cuồng chạy. Hai người phát hiện yêu quái chạy mất. Chủ phòng Jim vội vàng báo án. Cảnh sát vừa đến hiện trường. Không ngờ Lam Tử cầm súng cảnh sát rồi bắt đầu tự nói tự nghe. Cảnh sát bắn súng sốc điện, Lam Tử cũng bị giật choáng váng. Cảm giác tê dại này. Cái gì thế này? Hắc Nương vẫn đang nghiên cứu dây an toàn. Minge In đang tò mò sao Hắc Nương có thể cởi bỏ còng tay. Hắc Nương quả nhiên có hỏa nhãn kim tinh. Phát hiện Minge In là hậu duệ của cao nhân. Nó đang đến gần, ở đâu cơ? Minge In ngơ ngác, cô hoài nghi có phải chỉ còng tay của mình là thật không? Không ngờ ngay lúc này, Sam Sik lái xe đâm thẳng vào xe cảnh sát. Hắc Nương mất trọng tâm lập tức rơi xuống đường ống ngầm. Minge In lấy chìa khóa, mở còng tay rồi rút súng. Cô dũng cảm cầm súng chĩa vào Sam Sik bắn liên tiếp. Một phát không đủ thì bắn thêm một phát nữa. Lam Tử không chịu nổi tiếng súng nên trượt luôn xuống cống. Minge In cũng rơi xuống cống thoát nước. Cô tắc cầu ra đi, bọn họ nhanh chóng chạy trốn. Hai vị cao nhân không biết phương hướng nào, chỉ có thể đi theo Minge In. Lam Tử nói thứ đang đuổi bọn họ là người ngoài hành tinh, bởi vì bọn chúng có kiếm thần. Hắc Nương nói In đang đến đây. Minge In bảo hai vị cao nhân chạy trước, cô sẽ bảo vệ đằng sau. Xem ra người ngoài hành tinh chỉ đuổi theo Gương Thần. Hai người hoảng loạn vội chạy vào toa tàu hỏa. Quần áo của Hắc Nương lại đúng lúc bị bên cửa mắc vào. Hắc Nương không nghĩ được nhiều như vậy vội chạy vào trong. Không ngờ lúc này cửa tự động đóng lại. Lúc này In bị người ngoài hành tinh khống chế đi đến đây. Cô nhìn đồng hồ hiện đại của In. Người này quen thuộc quá. Và lúc Minge In đang nghi ngờ. Lúc này Min Seong gọi điện thoại đến nói cô bé đã đi đến nhà In. Min Seong nhìn thấy người xấu đến đó. Minge In vội bảo cháu gái trốn đi. Sam Sik mắt tinh phát hiện trên tàu hỏa có mảnh vụn quần áo Hắc Nương làm rơi. Gã vội đuổi theo. Thunder thức tỉnh sức mạnh bên trong người Muruk. Xem ra là lần đầu sử dụng không quen. Nong Pa vì bị cung tên làm bị thương. Mắt của ông dường như có gì thay đổi. Muruk vẫn đang học cách kiểm soát bộ giáp này. Thunder trời sinh đã hoạt bát vẫn đang cảm nhận năng lượng. Xem ra năng lượng vẫn còn. Là một người cổ đại. Thấy cảnh tượng này, Nong Pa thực sự là nội tâm mạnh mẽ. Thunder biến phi thuyền thành hình dạng xe hơi. Anh nói với Muruk muốn cứu người con gái mình yêu thì cậu phải đi theo tôi. Các người định đi đâu? Tương lai. Cứ như vậy Thunder trở về tương lai với tốc độ sấm sét. Muruk bây giờ mới phát hiện đây chính là tương lai mà In nói. Xe taxi. Taxi là cái gì?
gọi taxi có thể đưa cậu đi nơi mà cậu muốn. Moon Rook tinh mắt phát hiện năng lượng cứ đi theo họ. Thunder nói điểm liên kết không ổn định. Thích nghi chút là được. Cứ như vậy, xe trực tiếp biến hình thành bướm bay về đích. Mingyin tùy ý mượn một chiếc xe đưa vũ khí đi. Hai người đang ăn rau. Lam Tử mở cửa. Không ngờ rằng, người cổ đại làm gì đã gặp được cảnh này. Lúc này In bị kiểm soát bỗng đi đến. Hai người thấy thế co giò lên chạy. Hắc Nương đề nghị vứt bùa biến hình. Lam Tử vừa hay có hai tờ. Không thể không nói sức phá hoại của người ngoài hành tinh quá mạnh luôn. Hai người biến hình chiến đấu như người thật. Xem ra, hai người đều không phải đối thủ của người ngoài hành tinh này. Không ngờ, Lam Tử sử dụng cách hay là đồng quy vô tận. Hắc Nương cũng tham gia. Hai người cảm giác bùa biến hình đã biến mất. In mau chóng vào trong. Sam Six đang đi trên nóc xe. Quả nhiên can đảm. Lúc này Thunder và Moon Rook kịp thời đuổi đến. Thunder nói với Moon Rook phải đưa cánh tay ra truyền năng lượng cho In. Sau đó anh trực tiếp thả Moon Rook xuống. Mình cũng đuổi ngay theo sau. Thunder chỉ quan tâm mình phải ngầu. Nhất thời quên mất Moon Rook kỹ thuật không điều luyện còn đang ở trên cửa xe. Không thể không nói sức phá hoại của hai người cũng ra gì đấy. Hết cách, Moon Rook đành biến hóa ra tay mới nắm được tay cầm. May mà có bộ giáp ngoài hành tinh, nếu không sớm đã đi Tây Bắc rồi. Mingyin bên này đang đuổi về đích. Moon Rook có vẻ không ổn. Quả nhiên vào lúc nguy hiểm luôn có thể bùng nổ tiềm năng. Hai người bị ép chạy đến đường cùng. In bị kiểm soát đẩy cửa ra, trực tiếp bắt Lam Tử đi. Thời khắc then chốt, gương thần bị In cướp mất. Không ngờ Moon Rook bị xúc tu của người ngoài hành tinh đâm xuyên. Moon Rook vẫn còn đang có ý định dùng tình yêu thức tỉnh In. Kết quả lại một xúc tu nữa, In cướp lấy gương thần. Nhân lúc In lơ là, Moon Rook truyền sức mạnh cho In. Tổ hợp mới này hợp thể thật sự kỳ diệu. Năng lượng bộ giáp trực tiếp bắt đầu hấp thu thủ lĩnh trong người In. Sam Six định ngăn cản, lại bị Thunder vừa đuổi tới ngăn lại. Hai vị cao nhân có vẻ bị dọa sợ. Thủ lĩnh bị tách khỏi. Hoàn toàn không ngờ rằng, thủ lĩnh nhân tiện cơ thể Sam Six có người ngoài hành tinh. Bèn đi vào cơ thể hắn ta. Cứ thế Sam Six trở thành vật chứa. Cơ thể có hẳn hai người ngoài hành tinh. Min Seong bị dọa sợ. Ông già Gia Giang bình tĩnh chờ đợi. Cơ thể Thunder bị cắm một cái ống thép. Cứ như người chẳng bị làm sao. Anh phát hiện vẫn còn 5 phút. Thunder nhảy lên xe. Sau đó gọi In. Lúc này Gia Giang cũng đi ra. Người ngoài hành tinh cuống cuồng, trực tiếp ra khỏi bản thể. Lao vào va nhau. Thunder bị đánh rất thảm. Lúc này một hợp thể ngoài hành tinh đi ra từ trong lửa. Hai đầu bốn tay. Nó nhìn thấy In thì tức giận cực kỳ. Nó phẫn nộ chỉ muốn đánh cho In thành trăm mảnh. Lúc này mấy người tỉnh lại. Hai vị cao nhân thấy thế tùy ý nhặt vũ khí. Mingyin đúng lúc đuổi kịp. Một cú trượt ra ngoài xe. Đâm ngã hợp thể ngoài hành tinh. Hắc Nương thấy bức vẽ trên đất. Người này sao lại càng nhìn càng quen. Đây không phải Nong Ba sao? Lam Tử nhìn thấy gương của Nong Ba. Sau đó Lam Tử có ý nghĩa điều khiển đánh ngã người ngoài hành tinh. Hoàn toàn không ngờ. Gươm về đến tay Mingyin. Ngươi rốt cuộc là ai? Mingyin vội nói rằng tổ tiên của mình, Nong Ba. Tổ tiên đã giao lại tất cả. Muốn trong ngày này đưa vũ khí trở lại cho hai vị tiên nhân, để họ giải cứu thế giới. Hai vị cao nhân vội lấy vũ khí của mình ra. Lam Tử đang gọi Moon Rook. Moon Rook lại bị kẹt trong cơ thể của mình. Trước đây cơ thể cậu chứa người ngoài hành tinh, nhưng bây giờ không còn nữa. Bây giờ cậu là cái gì đây? Cậu tưởng rằng năng lực của mình đều là dựa vào người ngoài hành tinh, nhưng cậu không biết rằng mình thật ra có năng lực siêu phàm. Lúc này người ngoài hành tinh đến, Moon Rook vẫn đang niệm thần chú. Chỉ thấy bên trong quạt biến ra một chiếc gươm. Trực tiếp một đao đâm về phía người ngoài hành tinh. Có vẻ Moon Rook cũng là một cao nhân không tầm thường. Bây giờ bộ giáp của In mất đi. Moon Rook cầm chiếc gươm 500kg. Lúc này quái vật trên giá sắt cũng bắt đầu tỉnh dậy. Thunder bây giờ vẫn đang cảm khái đoàn kết chính là sức mạnh. Thunder có năng lực dự đoán tương lai. Vệ binh cũng coi như chết mà không hối tiếc. In nhìn Thunder. Thunder nói với In. Mau cắm gươm thần vào tim của phi thuyền. Có vẻ súng gươm đều không có tác dụng gì với cơ thể tổ hợp. Vẫn phải là thái quyền vô địch siêu cấp của Hắc Nương. Một gươm của nam chính. Đánh xa người ngoài hành tinh Gia Giang kia 100m. Lam Tử trực tiếp dùng bùa biến hình biến hóa ra rất nhiều bản thân. Thân thủ này giống y hệt như kỹ năng của Naruto. Chỉ thấy phân thân khắp nơi chẳng mấy chốc đã bị dập thành giấy vụn. Một trưởng của Hắc Nương ép xuống. Hự 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 chất nè. Quả nhiên người ngoài hành tinh có tuyệt chiêu. Đau đau đau. Hắc Nương đau không chịu nổi. Người ngoài hành tinh lại đuổi theo In. In có hào quang vai chính cứ chạy về trước. Lúc quan trọng vẫn phải là Thunder chém một đao. In vội chạy về phi thuyền. Người ngoài hành tinh truyền tín hiệu sẽ thức tỉnh cài đặt tự hủy. Hắc Nương nói sẽ cho gươm vào kính lúp. Xem ra người ngoài hành tinh sắp chết rồi.
cơ thể tổ hợp đang đuổi theo phía In. Lúc quan trọng Mu giúp chuẩn xác đâm chết người ngoài hành tinh. Lúc này gương thần đi vào trong phi thuyền. Có vẻ là thành công rồi. Người ngoài hành tinh bị tiêu diệt. Nhưng thủ lĩnh lại đang chạy trốn. Hoàn toàn không ngờ. Thủ lĩnh ngửi được mùi của Min Seong. Mu lúc có suy nghĩ điều khiển xe chắn trước mặt cô bé. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại. In sử dụng sức mạnh cuối cùng trói chặt cơ thể người ngoài hành tinh. Min Seong có vẻ như bị dọa cho ngây luôn rồi. Đây cũng coi như là bạn thân đã gặp được nhau. Lão già Gia Giang quả nhiên ngoan cố. Chết cũng không chịu thua. Xem ra cơ thể tổ hợp quá mạnh rồi. Thủy tinh đều trực tiếp nứt ra. Thunder chuẩn bị hy sinh bản thân. Để tất cả quái vật ngoài hành tinh đều hy sinh. Đến lúc rồi. Câu này làm In nhớ lại bố. Thunder nói với In anh và vệ binh là một thể. In vẫn đang đau lòng. Thunder tinh nghịch liền biến thành Uwang Zwawang. Hai người chạy đến tạm biệt Muruk. Muruk kinh ngạc cực kỳ. Uwang Zwawang này giống cha mẹ vô cùng. Muruk cảm tạ sự bầu bạn của hai người. Uwang Zwawang nói cũng cảm ơn cậu. Có vẻ đến lúc rồi. Thunder hoạt bát cứ thế tạm biệt mọi người. Các cô gái mê trai đều cảm thấy Thunder nhìn mình cười. Từ nét mặt nghiêm túc của Thunder, không khó để nhìn ra. Có vẻ là Thunder cũng sẽ một đi không trở lại. Bộ phim này cơ bản đến đây là kết thúc. Đây là một bộ phim tập hợp rất nhiều nguyên tố. Cổ đại, hiện đại, người ngoài hành tinh, khoa học, những bí thuật cổ đại. Có thể nói là pháp thuật của cổ đại đối đầu với pháp thuật của hiện đại. Thiết lập nhốt người ngoài hành tinh vào trong não con người này thật kỳ lạ. Vệ binh là vai chính. Đến cuối cùng phát hiện, cách nhốt tù nhân ngoài hành tinh vào não người là không đúng. Nếu coi người ngoài hành tinh là dòng ý thức, người ngoài hành tinh càng giống là mặt tối của con người, hoặc là tư tưởng tiêu cực. Cho nên anh cần phải kiểm soát và đánh bại. Mà đánh bại và tiêu diệt lại vận dụng kỹ thuật và cách thức mà con người cổ đại hướng tới. Đây cũng giống như là một loại không thể đánh bại một loại có thể. Các bạn ơi, các bạn nghĩ thế nào? Hãy follow Trang nhé. Ta muốn tới tương lai. Taxi.